Các bạn hãy tưởng tượng bạn là một người bác sĩ. Bạn là người bác sĩ, bạn là người nha sĩ, bạn là người dược sĩ. Những cái người đó đó các bạn. Khi mà bạn mở phòng mạch, phòng khám mà bạn cứ tưởng tượng là ở ngoài nó ghi á là ai muốn tới mở cửa lúc 8 giờ sáng, đóng cửa lúc 5 giờ chiều, ai muốn tới bạn cũng khám được hết. Thì cái người đó bạn suy nghĩ như thế nào so với những cái người mà họ không chấp nhận khách hàng mới, khách hàng mới phải vô đăng ký rồi để lại những cái thông tin và sau đó sẽ book appointment, là nghĩa là đặt cuộc hẹn khoảng 1 tuần, 2 tuần, có khi 1 tháng, 2 tháng, có khi 1 năm mới tới lượt mình. Thì bạn nghĩ hai trường hợp đó, trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai, ông bác sĩ nào, ông nha sĩ nào, ông dược sĩ nào thành công hơn? Đó các bạn. Thì mình tin chắc là các bạn có câu trả lời của các bạn rồi ha. Cái người thứ hai thì chắc chắn là sẽ thành công hơn người thứ nhất, tại người thứ hai biết làm ăn. Mình không biết cái level, mình không biết cái khả năng y thuật, y đức của những người đó như thế nào á, mà mình nhìn vô mình nói là cái người số 2 sẽ giỏi về kinh doanh hơn người thứ nhất thôi nha các bạn. Lý do ở đây á là họ biết cách, cho dù ở bên trong bạn có bận rộn hay bạn có rảnh rỗi hay gì đó, nhưng mình thấy nếu mà mình vào những cái phòng khám, ở đây mình đang nói bên Úc nha các bạn, mình vào một phòng khám đó, lý do cái của mình là các bạn nhìn thấy hàm răng của mình không, các bạn thấy hàm răng của mình đều không? Mình đã có niềng răng các bạn. Ngày trước mình không chịu nhổ 4 cái răng cắm nên cái răng mình nó bị đẩy ra và nó có, hàm răng mình rất là xấu. Ngày xưa nhỏ thì đẹp nhưng mà lớn lên thì nó xấu, nhưng mà mình chỉnh lại rồi đó, bạn thấy không, đẹp như xưa đó các bạn. Lý do là mình chọn cái người nha sĩ, mình chọn rất là nhiều người nha sĩ, tại cái răng mình rất là quan trọng các bạn. Cái răng, cái mắt là cái gốc con người các bạn, cái răng, cái tóc là gốc con người chứ không phải răng mắt. Nhưng mà cái mắt cũng quan trọng, mắt là cửa sổ của tâm hồn đó các bạn thử nghĩ đi, nếu mà mình chọn cái người mà nha sĩ mà ấy răng cho mình, làm răng cho mình không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng, cái răng nó sẽ ảnh hưởng đến thần kinh, nó khủng khiếp lắm các bạn. Mỗi lần bạn nghĩ đi, bạn nhức đầu với bạn đau răng, bạn chọn cái nào? Nếu mình có hai sự lựa chọn, mình chắc chắn mình chọn nhức đầu rồi. Nhức đầu uống mình thuốc hết, đau răng nó cứ ê ẩm hết ngày này qua ngày khác, nó khó chịu lắm. Cái vụ đau răng mình rất rất là khó chịu, bạn tưởng tượng nha. Rồi ok, bây giờ bạn đi vô một cái phòng khám như vậy, khúc màu nào bạn tới, ông nha sĩ đó ông cũng sẵn sàng, ông ngồi ông đọc báo hoặc ngồi ông tivi, ông ngồi ông rung đùi, ông gõ gõ. Thì các bạn thấy ông này ông thành công không? Ông thành công mà sao không có ai tới khám hết chị? Không ai tới chữa răng hết chị? Còn cái phòng mạch kế bên cũng vậy, lúc nào cũng người ra vào tấp nập, ra vào tấp nập. Thì sao các bạn? Và không có bao giờ bạn tới bạn vô mà ông nó bận hết. Ông bận, ông tới bận, ông kêu book hẹn đi, khoảng 1 tháng sau mới có cuộc hẹn. Thì bạn thấy không? Đó. Cho dù bạn có bận hay không bận ở trong đó mình không biết, mà nói 1 tháng sau mới 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 có mới mới book appointment được, 1 tháng sau mới khám được. Thì các bạn hãy tưởng tượng đi, bạn hãy cố gắng bạn làm sao cho khách hàng thấy bạn cái giá trị, cái quan trọng của bạn. Giống như bạn ra bạn gặp bác sĩ, bạn mua thuốc, bạn có bao giờ bạn đi mua một cái viên thuốc bạn uống mà bác sĩ bạn nói ôi bác sĩ viên thuốc này giá là 10 đồng một viên, bác sĩ có thể giảm giá cho em còn 5 đồng được không? Có bao giờ bạn dám nói vậy không? Các bạn đã rồi, hoặc có thể nào bạn đi ra bạn bạn nói ông bác sĩ khám, bác sĩ lấy tiền ở bên này khám thì miễn phí các bạn. Rồi đối với những các bạn nào mà du học sinh thì khám về mất phí bao nhiêu tiền đó mình không nhớ, thì các bạn hỏi mấy bạn đó. Thì nếu mà các bạn khám phí ví dụ mình nói khoảng 50 đồng một lần đi, bạn có tới nói bác sĩ ơi có thể giảm cho em một nửa được không, bạn có dám trả giá với bác sĩ không? Đó các bạn, bác sĩ đi mua thuốc bao nhiêu, bạn đi ra trình dược viên để người ta bán thuốc cho bạn hay là bất cứ gì trong lĩnh vực sức khỏe, bạn có nào nói cô y tá tới này, bạn chỉ có được quyền là thêm tiền cho họ thôi chứ không có thể nào mà nói người ta giảm giá cho bạn được. Bạn có thử nghĩ nếu bạn nói người ta giảm giá, người ta nói ô, em có thể chữa một nửa bệnh cho anh được không, các bạn nghĩ làm sao? Hoặc là cô y tá nó tới chăm sóc cho người thân của bạn và nói ok tôi có thể chăm sóc một nửa khả năng của tôi được không, thì bạn cảm giác như thế nào nếu bạn trả giá một nửa cái dịch vụ đó? Đó các bạn, đụng tới vấn đề y tế rồi này nọ rất là căng. Và bạn nên nhớ, bạn hãy làm sao mà cái dịch vụ và cái sản phẩm của bạn như là những cái người bác sĩ, dược sĩ, rồi nha sĩ hay là y tá trong cái bệnh viện hoặc là cái phòng khám đó các bạn hãy phải làm như vậy. Phải nghĩ cái cơ sở kinh doanh và những cái người khách hàng của mình làm sao để cho họ
thấy cái sự quan trọng của mình như là một người bác sĩ như vậy á các bạn, như một người phẫu thuật hoặc là như một cái người gọi là specialist, như một người đặc biệt để mà gọi là để mà phẫu thuật những cái ca bệnh như này. Bạn phải chọn, trong nước mình chỉ có vài người để làm được cái điều đó thôi, thì cái sản phẩm bạn lúc này không những là giá, giá nào bạn đưa ra người ta cũng chọn được. Giá bạn đưa ra 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 họ bắt buộc họ phải làm. Tại vì cả nước chỉ có một hai người làm được thôi, họ không còn nhiều sự lựa chọn khác. Thì tới lúc này thì cái sản phẩm của bạn, cái dịch vụ của bạn thì nó lên đến tầm như thế nào nữa. Các bạn hãy nhớ câu nói của mình. Hãy làm sao để dịch vụ các bạn là một cái dịch vụ của những người bác sĩ. Để cho người ta tới, người ta chọn dịch vụ của bạn là người ta sẽ rất là hài lòng, để người ta chi tiền ra để cho bạn chữa bệnh hoặc là bạn. Tại vì bạn nên nhớ, một bất cứ một khách hàng nào đến với bạn đều có vấn đề để họ tới, họ gặp bạn để họ giải quyết cái vấn đề của họ. Mình ví dụ nha, họ rất là nóng, nhà thời tiết mùa hè nó rất là nóng, nó khó chịu, thì họ đến cửa hàng của bạn, họ muốn mua máy điều hòa là giải quyết nhu cầu của họ. Họ đang nóng, họ tới bạn giải quyết nhu cầu mua máy điều hòa của bạn. Bạn phục vụ họ sao để họ cảm thấy là cái máy điều hòa của bạn, bạn tiếp xúc, bạn làm sao đó, bạn cài đặt rồi bạn vận hành hay làm sao đó nhanh chóng để giải quyết được cái vấn đề trong của họ, để thì bạn mới thành công được các bạn. Bạn nói một tháng, tháng sau tới tới thì lúc này là không được rồi, đúng không? Đó, bạn phải linh hoạt trong kinh doanh các bạn. Bạn làm sao bạn phục vụ đó, có vấn đề của khách hàng, bất cứ khách hàng nào cũng gặp vấn đề đấy các bạn. Họ tới cửa hàng của bạn hoặc là họ tới họ mua sản phẩm của bạn, họ đến website của bạn để họ muốn cái gì đó, bạn phải phục vụ họ. Ví dụ như khách hàng họ có nhiều tiền, họ không biết đầu tư đâu á, họ nói ok bây giờ anh chị có rất là nhiều tiền, bây giờ em có thể giúp anh chị đầu tư, rồi mình có thể chia 50-50 hoặc là mình chia theo tỷ lệ nào đó, theo hai người thỏa thuận đó các bạn. Thì cái này cũng là một cách nữa đó, có rất là nhiều cách các bạn. Thì đó là những cách mình chỉ cho các bạn, mình hướng dẫn cho các bạn để cho các bạn biết. Rồi có một ví dụ khác nữa, thì mùa đông đi, lạnh, lạnh là phải cần có máy sưởi, thì họ cũng phải đi tới mua máy sưởi. Máy sưởi thì có rất là nhiều loại các bạn, sưởi điện, sưởi dầu, sưởi trung tâm, rồi split, đủ loại máy sưởi hết. Bạn phải cung cấp cho họ máy sưởi nào để không hại da của người ta. Nếu mà phụ nữ người ta thích da họ đẹp, sưởi nào mà không hại da, mà sưởi đó nhìn cảm giác nó thoải mái, nó không có hắc và nó không có bị nguy hiểm, nó không ảnh hưởng đến con cái của họ, đụng vô cũng được, không có phàm phỏng mấy đứa nhỏ đó các bạn. Phục vụ họ là phải như vậy. Mình phục vụ những cái sản phẩm của mình như thế nào, cung cấp cho họ giải pháp để cho họ giải quyết những cái vấn đề của họ đó. Đó là những cái mình nói đơn giản nhất thôi các bạn. Hoặc là con cái của họ nó bị gì đó, họ đến với bạn để bạn giải quyết cái vấn đề của mấy đứa nhỏ đó đó các bạn, thì sẽ làm hài lòng họ thôi. Rồi, mình kết thúc video ở đây. Mình mong là các bạn hãy cố gắng làm sao nâng tầm cái dịch vụ của các bạn hoặc cái sản phẩm của bạn lên cái level của bác sĩ, để cho họ không ai có thể mà nói trả giá cho các bạn được. Không ai có thể trả giá cho các bạn. Phải mức giá các bạn đưa ra là mức nào là khách hàng sẵn sàng bỏ tiền ra đưa cho bạn. Và khách hàng không cần phải hỏi giá bao nhiêu hết á. Khách hàng sẵn sàng đưa cái thẻ của họ. Ok, bạn lấy bao nhiêu tiền thì lấy. Như vậy á, gọi là đỉnh cao của sản phẩm và dịch vụ đó các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Mình là Michael, các bạn có thể liên lạc với mình để được tư vấn về khởi nghiệp và kinh doanh. Và các bạn thấy video này hay, cho mình cái thumbs up và hãy gửi video này cho những người mà các bạn biết là xem, và chia sẻ video này giúp mình lên tường nhà các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau.